Đỗ Mỹ Linh lần đầu đi từ thiện sau đăng quang. Tân Hoa hậu cùng hai Á hậu và top 10 đến thăm một trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Ngày 30 tháng 8, Đỗ Mỹ Linh lần đầu đi từ thiện trên cương vị Hoa hậu Việt Nam. Sau 2 ngày đăng quang, Hoa hậu tham gia nhiều hoạt động. Tân Hoa hậu mặc đồng phục giản dị như các Á hậu và top 10. Đỗ Mỹ Linh và các người đẹp tặng bánh lồng đèn và đại diện ban tổ chức tặng 50 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú. Á hậu 2 Thùy Dung. Bùi Nữ Kiều Vĩ. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ bên các em nhỏ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!